Xin chào tất cả các bạn và chúng ta lại gặp nhau ở video tiếp theo. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủng nước ngục. Và nước cực là một trong những chủng vân tay rất là hiếm, chỉ có 2% dân số thế giới có mà thôi. Và trong quá trình mình đi làm thì mình gặp không nhiều những người nước ngực, nhưng họ đều để lại cho mình một ấn tượng rất là đặc biệt. Có những đứa trẻ thì khả năng sáng tạo của họ tự nhiên, có những đứa trẻ thì khả năng phản biện rất là tuyệt vời. Thì đó chính là những đặc trưng về tính cách của những người nữ ngực. Điều đầu tiên chúng ta sẽ kể đến tính cách đầu tiên đó là phong cách độc đáo, ấn tượng, luôn thích sự khác biệt. Nếu mình đang làm theo phương án này thì nữ ngực muốn làm theo phương án khác. Họ đang đi theo con đường này thì họ muốn làm một đường khác. Họ không muốn lặp lại truyền thống một cách tự nhiên. Nhưng những người nữ ngực là những người luôn khác biệt với đám đông. Và mình thường hay trêu là nữ ngực có hai trường phái: một sẽ trở thành tướng quân và hai sẽ trở thành tướng cướp. Đấy là hai trường phái của những người nước ngực. Và những người nước ngực là những người có khả năng sáng tạo một cách tự nhiên. Hầu như những người nước ngực, đặc biệt ở ngón tay trái, ngón trỏ trái này, lại có chỉ số cao đấy nữa, thì những người nước ngực là những người có khả năng sáng tạo tự nhiên. Và mình cần phải tập trung rèn giũa và phát triển, tạo môi trường cho những người nước ngực tăng tính khả năng sáng tạo. Có rất nhiều bậc phụ huynh khi con đưa ra những ý tưởng và bậc phụ huynh lại gạt phắc đi. Đấy là một điều rất là đáng buồn. Bởi vì có những ý tưởng của đứa trẻ, có thể họ chưa nhận thức được đủ, hoặc chưa nhìn được những cái xa hơn. Nhưng đấy là những ý tưởng mà mình cần phải nuôi dưỡng, mình cần phải phân tích cho các bạn ấy hiểu. Các bạn ấy hiểu đó. Và cái khả năng sáng tạo luôn luôn là khả năng thế mạnh của những người nước ngược. Ngoài ra, cái tư duy phản biện và thích hỏi và tìm ra được vấn đề gốc cũng là một cái đặc trưng tính cách của những người nữ ngực, đặc biệt là nằm ở ngón trỏ bên tay phải. Đó là những người luôn gây sốc vào ngôn từ, họ nói những câu rất là tuyệt vời, họ nói những câu giống như kiểu có những người nói mà giống như kiểu móc họng người khác được, nhưng có những người hỏi và phản biện cực kỳ tuyệt vời. Thì cùng một cái chủng nữ ngực nhưng lại có hai trường phái khác nhau, đó chính là do môi trường giáo dục khác nhau. Mình đã gặp những người nữ ngực và có những người nước ngực rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn ạ, xuất sắc luôn. Có những người nước ngực rất là tệ. Và khi mình hiểu ra thì đó chính là môi trường giáo dục của họ khác nhau. Nên để giáo dục cho một con người thành một người có ích cho đất nước thì cái việc đầu tiên đó chính là môi trường giáo dục tại gia đình. Đây là điểm rất quan trọng. Và những người nước ngực là những người có khả năng đặc biệt, có những tiềm năng lớn giống như kiểu VKP, và họ cần phải được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng ở hai điều. Đầu tiên là nuôi dưỡng về sáng tạo, và thứ hai nuôi dưỡng về khả năng tư duy phản biện. Em để đây. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Đây, chúng ta lại. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở video tiếp theo. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủng vân tay nước ngược. Nước ngược là một trong những chủng vân tay rất là hiếm, chỉ có 2% dân số thế giới có mà thôi. Và trong quá trình 4 năm vừa rồi mình đi làm và mình gặp không nhiều những người nước ngược, nhưng đều để lại cho mình ấn tượng rất là tuyệt vời. Có những đứa trẻ có chủng tay nước ngược, cái khả năng tư duy phản biện của họ rất là tuyệt vời. Có những đứa trẻ thì khả năng sáng tạo của họ cũng rất là tuyệt vời. Nên những người nước ngược hãy nuôi dưỡng bởi hai điều sau đây. Đầu tiên, họ hãy nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của mình. Hãy nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của mình. Đấy là bẩm sinh họ đưa ra những cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Điều thứ hai, họ cần phải nuôi dưỡng đó là cái tư duy phản biện của mình. Tư duy phản biện tức là hỏi và tìm ra được bản chất gốc của vấn đề là gì. Thì luôn luôn họ là những người phát triển mạnh nhất. Phát triển nhất. Và mình đã đi gặp rất nhiều gia đình có những đứa trẻ là chủng nước ngực. Và mỗi gia đình đều có những biểu hiện của chủng nước ngực khác nhau. Nhưng có những người rất là tuyệt vời, có những đứa trẻ rất tuyệt vời, có những đứa trẻ thì lại tệ theo đúng nghĩa của nó đấy. Thì khi mình tìm hiểu ra, mình mới thấy là cái môi trường giáo dục rất là quan trọng, môi trường giáo dục tại nhà cực kỳ quan trọng, và nhân cách của những người nước ngực sẽ hình thành từ cách giáo dục. Và nước ngực mình hay trêu là một trở thành tướng quân rất là giỏi, và hai trở thành tướng cướp. Bởi vì những người nước ngực là những người luôn thích sự công bằng và luôn có phong cách khác biệt. Đó. Và
đặc biệt những người nhấn nút ở ngón tay, ngón trỏ bên tay trái là khả năng sáng tạo rất là tuyệt vời. Ngón trỏ bên tay phải là khả năng ngôn từ, tức là khả năng liên quan đến sử dụng ngôn từ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Luôn luôn hứng thú với những cái gì huyền bí, luôn tìm tòi, mày mò và khám phá ra. Những người nâng ngực là những người như vậy đó. Và khả năng kiểm soát công việc của phút chót, tức là những người nâng ngực không thích lập ra kế hoạch mà họ luôn xử lý vấn đề ở phút chót cuối cùng. Đây là những điều tuyệt vời của những người nâng ngực đó, của những người nâng ngực. Về phát triển bản thân thì sao? Để phát triển được khả năng của những người nâng ngực thì cần đặt mục tiêu cho bản thân và kiểm soát. Bởi vì những người nâng ngực là những người không thích lập kế hoạch, nhưng khi họ đã lập ra kế hoạch được rồi thì họ là những người cực kỳ tuyệt vời. Họ sẽ xử lý vấn đề bằng một kế hoạch của mình tốt hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là họ luôn nhận thức tính độc đáo của mình. Cũng cùng cái khả năng độc đáo như nhau, nhưng có đứa trẻ thì lại là xăm trổ các kiểu, đó là sự khác biệt. Nhưng có đứa trẻ thì học rất là giỏi và luôn có tư duy phản biệt. Đấy, cùng cái tính ngược khác nhau nhưng nhận thức về tính độc đáo lại khác nhau, là do nhận thức của những đứa trẻ khác nhau, do nhận thức của những cái người mang chủng ngón tay nước ngược khác nhau, nên hình thành cái nhận thức về tính độc đáo. Đó chính là chìa khóa để những người nước ngược thành công, để người thành công. Và cần tăng cái tính kỷ luật. Những người nước ngược là những người rất không thích kỷ luật, mình cần tăng tính lên thì những người nước ngược này là người rất là tuyệt vời đó. Nên chúng ta đang sở hữu cho mình chủng nước ngược thì hãy tận dụng nó, hãy sở hữu nó, hãy rèn luyện nó, tính sáng tạo, tính phản biện và tính khác biệt của mình. Những người nước ngược nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.